Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Tin tặc theo dõi, tống tiền, dính tới nhà nước Việt Nam. Hãng tin Reuters ngày 1 tháng 8 cho hay, các chuyên viên nghiên cứu của công ty HornScience, một công ty chuyên về an ninh mạng, trụ sở thành phố Austin, tiểu bang Texas tại Mỹ, cáo buộc Cloudy, một công ty chuyên cung cấp dịch vụ điện toán đám mây, đã cho thuê các không gian của máy chủ của họ cho không dưới 17 nhóm tin tặc khác nhau, có nhà nước bảo trợ tại Trung Quốc, Nga, Iran, Bắc Hàn, Ấn Độ, Pakistan và Việt Nam. Và đây là hình Reuters đưa tin. Dịch vụ điện toán đám mây là một dịch vụ máy tính lưu giữ dữ liệu trên Internet thay vì trên các máy tính hoặc thiết bị cục bộ. Nó cũng có thể bao gồm các dịch vụ máy tính xử lý thông tin trực tuyến. Giám đốc điều hành Cloudy, Hanan Nozari, đã lên tiếng về báo cáo này của Halcyon, nói rằng công ty của ông không thể chịu trách nhiệm về khách hàng của mình, trong đó ông ước tính chỉ có 2% là độc hại. Trong một cuộc trao đổi qua Clean, Nozari nói với Reuters rằng, nếu bạn là một nhà máy sản xuất dao, bạn có chịu trách nhiệm nếu ai đó lạm dụng con dao không? Tin tôi đi, tôi ghét những tên tội phạm đó và chúng tôi làm mọi thứ có thể để loại bỏ chúng. Còn HornScience thì khẳng định trong báo cáo của họ rằng các nhà cung cấp dịch vụ đám mây dù không có ý nhưng là một phần nhân tố quan trọng khác hỗ trợ nền kinh tế phần mềm gián điệp đang phát triển. HornScience nói thêm rằng những nhà cung cấp này đã cung cấp dịch vụ cho những kẻ tấn công. Khi trao đổi với hãng tin Reuters, ông Nozari nói rằng, nếu anh có nhà máy sản xuất dao, anh có bị truy trách nhiệm khi người nào đó dùng con dao làm bậy hay không? Tin tôi đi, tôi ghét bọn tội phạm và chúng tôi làm hết sức để loại bỏ chúng. Báo cáo của HornScience cũng nói, có một nhà cung cấp phần mềm gián điệp Israel có công cụ được biết là nhắm vào các nhóm xã hội dân sự đang sử dụng dịch vụ Cloudy. Nhưng HornScience không nhắc đến công ty này. Giới chuyên viên bảo vệ an ninh mạng thì cho rằng đây là một trong những thí dụ điển hình của những nhóm tin tặc đã núp bóng các công ty nhỏ ở bờ mép không gian mạng để gây ra những vụ tác hại lớn. Trong khi Cloudy nói chỉ có tỷ lệ nhỏ khách hàng của họ là bọn bất lương, công ty HornScience lại ước lượng có đến phân nửa dịch vụ của Cloudy phục vụ lại độc hại, gồm cả dịch vụ cho những nhóm thuê bao là hai bọn rải mã độc tống tiền. Và đây là hình báo cáo của HornScience. HornScience cũng xác định một danh sách dài các cuộc tấn công liên quan đến IPT do chính phủ tài trợ kéo dài vài năm, dường như đang sử dụng các dịch vụ Cloudy. Theo sự tìm hiểu của hãng tin Reuters và được ông Nozari xác nhận, công ty Cloudy trước đây ghi danh hoạt động dưới cái tên Reuters Hosting ở cả đảo quốc Cyrus, Trung Đông và tại tiểu bang Wyoming tại Mỹ. Ông ta nói rằng ông ta cần địa chỉ ở Mỹ để có thể thiết lập đúng thủ tục khai báo địa chỉ hoạt động dịch vụ mạng tại Mỹ. HornScience nói rằng Cloudy có thể đã vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Dịch vụ trên không gian ảo chằng chịt những hoạt động từ lương thiện đến bất lương. Theo ông Adam Meyer, một giám đốc điều hành của công ty an ninh CrowdStrike, mô hình kinh doanh của Cloudy tiêu biểu cho nhiều công ty nhỏ của tư nhân cung cấp dịch vụ máy chủ trên mạng ảo cho người ta lưu trữ trên đám mây để đổi lấy tiền điện tử, không cần biết người ta làm gì. HornScience giới thiệu họ là nền tảng bảo mật, thích ứng, chuyên dụng đầu tiên trong ngành kết hợp nhiều công cụ phòng ngừa độc quyền, tiên tiến cùng với các mô hình AL tập trung đặc biệt vào việc ngăn chặn các phần mềm gián điệp. Vào tháng Giêng năm nay, có tin nói khoảng 75% những người dùng mạng Internet tại Việt Nam nhận được các tin nhắn lừa đảo tài chính. Trước đó, vào tháng 9 năm 2022, một báo cáo gửi Quốc hội Việt Nam nói rằng dữ liệu cá nhân của 68 triệu người tại Việt Nam bị rao bán trên mạng. Và trước đó không bao lâu, tin tức nói rằng 100.000 trương mục ngân hàng của người dân tại Việt Nam bị rao bán với giá $500 trên một diễn đàn.
Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tin tặc theo dõi, tống tiền nạn nhân dính tới nhà nước Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Twitter, YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chuyến bay giải cứu, những câu hỏi chưa thể trả lời. Báo VOA ngày 2 tháng 8 có bài viết của luật sư Lê Quốc Quân về phiên tòa chuyến bay giải cứu và nhiều câu hỏi được luật sư Quân đặt ra về phiên tòa này. Và đây là hình bài viết trên VOA. Theo thông tin, đại án này đã được khép lại với 3 án chung thân mà không có án tử hình. Tòa đã không giải quyết quyền lợi của những khách hàng và dành quyền đó cho những doanh nghiệp đã bán vé. Bị cáo Nguyễn Trung Kiên đã thoát án tử hình vì đã nộp thêm 7 tỷ đồng tiền khắc phục. Ngoài ra, các bị cáo khác cũng được giảm án sau khi nộp tiền khắc phục. Dư luận rộ lên vì tính chất mua bán án công khai và lo sợ điều đó sẽ trở thành thông lệ. Về bản án mà tòa đã tuyên, luật sư Quân nhận định rằng bản án mà tòa dành cho các bị cáo là quá thấp, một bản án nghiêm khắc với hình phạt bổ sung một khoản tiền lớn mới đủ sức răn đe đối với quan chức và có khả năng tiêu diệt ham muốn phạm tội của người khác. Tác giả so sánh với những người nghèo, người bất đồng chính kiến đang bị án nặng mà không thể tự giải cứu mình, trong khi các quan chức có rất nhiều tình tiết giảm nhẹ. Khoản 1 điều 51 của Bộ luật hình sự quy định đến 22 tình tiết giảm nhẹ hình phạt. Một quan chức bình thường khi đứng trước vành móng ngựa đều có thể kiếm ít nhất từ 2 đến 3 tình tiết như thành khẩn khai báo, có thành tích xuất sắc trong công tác, gia đình có công với cách mạng, bồi thường khắc phục hậu quả. Nếu có hơn 2 tình tiết giảm nhẹ thì tòa có thể chuyển hình phạt xuống khung liền kề. Một người dân thường sẽ không có thành tích trong công tác và việc khắc phục hậu quả bằng tiền là rất khó khăn. Đối với những người bất đồng chính kiến thì đã tự ý thức được công việc của mình làm nên, không có cái gọi là ăn năn hoặc thành khẩn khai báo. Do vậy, họ có tình tiết tăng nặng thay vì giảm nhẹ và thường bị án cao hơn nhiều. Và đây là hình biếm họa chuyến bay giải cứu. Rất nhiều nạn nhân đã chứng kiến việc vô lý xảy ra với mình hôm nay, nhưng chưa một ai dám đứng ra để làm đơn kiện các cơ quan chính phủ trả lại tiền. Trong mấy chục năm cầm quyền, bằng chuyên chính vô sản, chính quyền đã tạo ra một nỗi sợ hãi của nhân dân đối với bộ máy nhà nước. Nhưng ít nhất thì bây giờ trong bản án, tòa đã dành cho họ quyền được liên hệ với các doanh nghiệp để đòi lại quyền lợi của mình. Tôi đã liên hệ thăm hỏi với 3 nạn nhân mà mình biết để vận động đứng ra làm đơn kiện, nhưng chưa một ai dám làm. Họ sợ, nỗi sợ đã ăn sâu vào tất cả những người con dân Việt Nam, ngay cả việc đòi lại quyền lợi chính đáng của mình. Những câu hỏi còn lại. Khi nhìn vào đại án chuyến bay giải cứu, ta mong muốn đi kiếm tìm công lý cho tất cả, nghĩa là tìm kiếm sự công bằng. Ai đã làm gì, hậu quả ra sao thì nhận được mức độ trừng phạt tương ứng. Tiếc rằng chúng ta chỉ thấy sự bất công dân tràn ở mức cao nhất. Bao nhiêu người sẽ đặt câu hỏi? Chỉ có các vụ trưởng, thứ trưởng bị xét xử, 2 phó thủ tướng bị thôi chức, thế còn thủ tướng thì sao? Thủ tướng phải là người chịu trách nhiệm cuối cùng vì những hành vi của cấp dưới của mình. Bao nhiêu người sẽ đặt câu hỏi, xét xử một đại án lớn đến như vậy, hàng trăm ngàn nạn nhân bị trấn lột giữa cơn túng quẫn, nhưng giờ này họ đang ở đâu? Họ là sinh viên, người lao động và thậm chí cả tù nhân. Những đồng tiền bằng mồ hôi nước mắt của họ giờ đang ở đâu? Bao nhiêu người trong ngành tư pháp phải đặt lại vấn đề về nguyên tắc suy đoán vô tội đã được quy định tại Điều 13 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Chiếc vali mã số 104 thực sự chứa 450.000 đô la hay chỉ có 4 chai rượu vang? Bản án của tòa đã không đại diện cho công lý, nó chỉ thỏa mãn một phần bức xúc nhỏ nhoi trong đời sống của người dân Việt Nam. Ngược lại, mặt khác, nó gợi lên những suy nghĩ sâu sắc để chống lại bất công.
Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Chuyến bay giải cứu, những câu hỏi chưa thể trả lời. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Twitter, YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.